bố đổ ra đi, bố đổ đi. Ở cua này, cua Cà Mau nha. Mấy 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 con? 4 con rồi, bắt 2 con, 3 con. Cái này nhỏ khá là vậy đó. 4 con hả? Con bây giờ kêu kêu cọc cua, cọc cua này biết cọc sao nữa. Quen đấy, chỉnh bay mấy cột với lạ cắm nó trong lát lại trong đây còn 3 con nữa, 4 con nữa, 3 con, 3 con lát chắc 2 con nhỏ quá. Cua bự ha, quá con nó mềm ha. Ôi thả luôn hả? Chết bình thường, con nó nhỏ quá, thả luôn chứ gì nữa. Thả luôn hả? Con nó bắt được, bắt ơi, gãy càng ạ, gãy càng ạ, gãy thôi được, gãy được luôn. Thả luôn hả bố? Xem nó chắc thì bắt đúng được, được không? Mày đủ rồi, bát nên chắc bát á. Quá trời cua. Mày là trước như một chai con đấy không? Nhưng mà bát mà cho chai to mà. Yeah. Nặng ký đúng không? Ký nhân tiền mà. Nhiêu, nhiêu một tháng mua nó, một tháng là... Một tháng 70 triệu tiền cua hả? Mấy ta. Trời đất ơi là trời. Chúng một cái là ở đâu thợ mà. Bán cua bao. Người ta bán cua mà bà bồi với ông bồi toàn nó bao. Trời đất ơi, trời. Tao không được tôi. Mà ở đây ai cũng vậy hết hay sao? Mày mới bố đang bắt là con nhỏ có dưỡng này. Thì mày muốn bố nuôi cua luôn đi. Đi khỏi nuôi tôm nữa. Con nuôi cắt này một cái lên cắt nhà nó dưỡng là cua lấy cá đó. Cua gạch chịu quả. Này cua này là mồi ha, mồi. Mồi cua cà phi du. Một con mồi không? Con một đấy. Bố cho 2 con đấy, cho nhiều nhiều nha. Sao con thấy nãy 2 con mà? Cá sình. À cá sình hả? Cho nhiều nhiều đặng cho nó mới vô chứ. Xong rồi vô nó ăn hết rồi sao? Nó ăn hết cái mẹ. Riêng cái hộp này là vào không giờ ra, là vào không giờ ra. Yeah. Cái vào hết mồi mới nằm luôn đấy. À hay. Mà cái lưới là lưới lưới tôi thái này nó cứng này, hiểu không? Dạ dạ. Cắn được. Yeah. Rồi, tiếp tục đi đặt. Yên đi cô. Rồi bố đặt đi, bố đặt đi. Đặt thì đơn giản quá vậy. Lại ném lại nó cái mồi nó. Từ từ nó chìm mà. Ủa cái đó bằng sắt hay vậy? Ờ bằng sắt. Ờ ơi, thế đơn giản dữ vậy. Nó nổi chừng mà đến mình lấy ra. Bó tay luôn. Về quê Cà Mau về quê Cà Mau đi với bố thăm lú cua, thăm lú tôm đó, quay phong cảnh Cà Mau thấy chưa. Giờ đặt tháng mai mới thu, bây giờ là đang thăm lờ, giờ là thăm thăm lờ cua 6 cái hả bố? 8 cái nè. 8 cái hả? 8 cái. Cái phao nó nổi thì là cua đó phải không? Không, cái phao nổi là cái lờ. Là cua đấy. Ờ lờ đó. Nhưng mà tới đấy nó có lờ đấy. Dạ 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 dạ. Đặt lú nè. Giờ đặt lú. Lú đang sáng tham. Tôm cá cua nó vào. Lú này là lú tôm nè. Tôm mà cá cua có cả cua. Có cua luôn hả? Cua nó nhiều nó vẫn vào. Ừ. Bảo là cắn bạch con cua. Lú này lú Cà Mau nè, lú Cà Mau ta làm gì không nè, hai hồ. Ở ngoài và trong sau là này hết đường. Đặt rồi. Sáng cầm tôm cổ tay chứ chắc. Một quá, bánh sợ. Nãy thăm một cái là 4 con. Biết cái này có không? Bố phải dời á, bố phải dời. Thăm xong là dời chỗ khác. Ê, này tới cái phao của nó này nè. Thăm mà dời, hên xui có cái không. Có cái nào không đây? Úc nè. Để con xây lại. Mày lật. Có này, mấy con này. Ủa, rồi. 3 con mà nhỏ. 3 con chút xíu à. Hả? Con bắt được. Được, bắt được con. Con nó nhỏ quá, không bắt thả luôn. Con lớn bắt được. Lớp ý tứ rồi. Ôi, 3 con. Mỗi cái 3 con. Mồi còn ngóc ở trên có thêm không bố? Xin bỏ. Xin rồi bỏ hả? Chơi mồi tươi không hả? Tươi. Nó tanh á. Dạ.
Đây là con sót nữa. Rồi bố thả ra, hồi là bố phải giờ chỗ khác nữa chứ. Đây, đây phải thả bây giờ đây. Ừ. Ui, đây trồng trồng trồng. Đấy, trói vào không? Đây bắt được. Đi tứ. Ui, Cà Mau nha. Đấy, ui, Cà Mau nha. Cái con này là được ba, hơn 30 ngàn này, hiểu không? Một con mà 30 ngàn hả? Ừ, con 10, 2 lạng đây, 18 ngàn, lạng được 36 ngàn, dạ, hiểu không? Dạ, dạ. Lạng thì cứ cho bác. Cách chơi cua rất là chuyên nghiệp luôn. Mười mấy năm về đã chưa biết chói, không biết bây giờ chưa có chói được không? Đâu ai cũng chói đâu, cứ táp mẹ răng máu. Ở trên trên Tiền Giang con á, đi ra chợ mua cua, trời ơi nó làm cái cọng dây gì đâu mà nó bính lại như bằng cổ tay nữa. Đấy, cổ tay. Cố là nhỏ này, chứ còn nhiều người là còn chói. Trời ơi, nhìn thấy khủng. Ăn từng dây đấy, nó, dạ. Bọn lái nó mua về đang chói lại nữa dạ, mà. Dạ. Mỗi một cái là một con. Nhiều cái con nhỏ nhỏ cái này con đặt đêm vậy, ban ngày nó vô, nó vô trong đó nó rướn tới nó ăn không ta? Đây này, nó không có, nó cứ dịch trình, nó bò trong quanh chừng nào nó kiếm vào đúng không? Kiếm đường nó vô. Vào hôm là hết ra, hôm nay mua vào hết ra. Nhưng mà cá này là cá tươi luôn đấy, cá tươi luôn nha, cá sình là dục luôn. Cá sình dục, dục. Cá sình nó không có tanh đấy, hiểu không? Không có tanh, không vô. Bữa nào bố thiết kế mà làm cái giống cái cửa mà mình chỉ ấy là thôi, móc rồi thôi. Nó không ra. Chút nữa đặt lúa bắt quái này luôn hả? Bắt quái về bên kia. À. Ô, không đặt cái cua ở giữa đó. Có một cái. Con cái hả? Cái chuyển tùm lum. Rồi gặp con là cứ cách khoảng tầm 10 mét một cái, 10 mét một cái. Hả? Dời vậy bắt nó mới hết. Cái lứa cua mà bố đang bắt là nó được bao nhiêu tháng rồi bố? 4 tháng, 4 tháng ngoài. 4 tháng, 4 tháng ngoài hả? Vậy tính ra nó cũng lâu lớn ha. Lớn này cua được bốt lựa, con lớn con nhỏ thả đấy, con nhỏ à, bắt. Mấy nhỏ là giống kiểu nó đẹp á. Không phải đẹp, nó nhiều loại, bố thả nhiều loại. À bố loại bố thả nhìn là nhiều lứa. Nhiều lứa bố thả kiểu như mà cái này con nhiều con vẫn đẹp mấy là mình dạ. Bắt đầu bỏ bắt thì sao mình dưỡng nhiều cua không thả mình cấp bắt lắm. Dạ. Nó cua nó cấp 2 3 lần. Đấy dạ. Cua mà gạch được triệu hơn triệu, hiểu không? Dạ. Cua giờ gạch có 400. Dạ, đây cái này nè, đây cái lưu lú cua nè. Tôi gọi là lập cua chứ. Đúng không? Cái lờ đấy chắc dở, lờ đấy dở nhất là cái lờ đấy. Bà mẹ mua cái lờ đấy dở. Lờ đấy nó bảo cua giờ bao nhiêu. Thế hả? Nó cũng tùy theo cái hả? Rồi không có luôn. Nghi rồi. Cắn con nào ra đây nè. Hả? Mồi vậy là cắn con nào ra, một cua con vào. Có mồi nè, nó cắn bấy chân nè. Ờ, nó vào, cua con nó vào á. Cua con nó vào thì nó chui ra hiểu không? Nó lọt, nó chui ra này. Dạ, này thưa quá không? Thưa rồi bắt cua con to, cua nhỏ đó bắt. Có cái mũi lợ dở nhất này. Ừ. Nhìn tới từ đây đến chiều mai lại thay mồi. Đâu có sáng mai chứ. Sáng mai thay luôn hả? Sáng mai thay. Rồi cá phi này đậu lú hả? Đậu đánh lưới. Đánh lưới hả? Đánh lưới đánh bữa 5-7 kg là. Trời ơi là trời cá phi rồi đánh gì? Cả tuần hiểu không? Một mẻ một quá hả? À, mẹ một trăm mấy ký, trăm mấy ký là đánh cả tuần. Một đợt là nước vậy là chỉ đánh bữa cá đủ, hiểu không? Yeah. Hay ha, cái đó có cái ống hút nào rút lại cái sao đấy? Rồi mà chế nhiều hay, hay, hay. Bởi vì nghề nào đến qua nữa. Cái hay riêng. Qua nó cắn banh cột. Vậy hả? Vã mình cột luôn. Bố giờ chỗ đi, giờ chỗ đi, chỗ này không có. Bố giờ vô giữa đi, hay là đằng này nè. Quán này nè. Lặt lúa ra cái này nè. Cái này làm đơn giản. Nâng nặng bẹo. Một cái lợp này hả? Một cái gần 20 con. Trời ơi, mới vô, nó vô vậy rồi. Nó cắn càng gãy tới lê tới lê. Cắn gãy càng luôn hả? Gãy càng là bán nó rẻ hả? Rẻ.
để về mà luộc nó làm như giờ. Rẻ. Rồi cái lú bắt quái này chúng nó có đặt đâu? Đặt chứ ngoài đặt đây hả? Đặt ở giữa không? Đặt trên trảng. À đặt trên trảng. Đặt đêm mà hiểu không? À. Có cua không? Có cua là bảo là kiếp. Về quê Cà Mau thấy vui. Sông nước không? Vuông. Mình mong. Đây dừa quanh nó trồng này, trồng cả tám mấy cây mà. Đây 2 năm nữa là bói này. Dừa này. Mấy cái đó là tự lên hả bố? Mắm cây đước là nó tự lên hả hay là trồng dừa. Nhiều người không biết trồng. À. Mắm đước trồng dừa cua tốt. Đây này cây này cây ráng nè, cây này cây ráng. Cái rán này giống cây cái chạy trên con mà ngắt qua cái đọt chạy ăn á. Đúng rồi. À. Nhưng mà cái đọt rán này bố ăn vẫn được hay gì nha. Vẫn ăn được nhưng mà không biết nó ngon bằng cái đọt chạy không. À. Đọt lập cua, cua. Lú nào bố? Ngày nay kêu người mai. Đại đoàn kết đấy. Dạ. Mừng giữa trò thật là năm đó lạng không? Bắt một đợt á hả? Một đợt năm năm sáu tạ hay là hết luôn? Ừ, đợt. Trời ơi. Ngày bữa 10 ký, 10 chục ngoài ký đúng không? Chục ngày là hơn tạ rồi đúng không? Ừ. Đơn giản một tính thôi. Ngày nào cũng bắt rồi. Trời ơi. Hôm nay nữa thì ngày được vài ba ký, ba bốn ký như vậy. Cái đó cái gì vậy bố làm gì? Ồ cái cột cây mắm nó cũng có nó bằng nó úp mẹ lại không. Cột nó xuống nó bắt tôm đó. Đang thấy nó sợ đi. À nó thấy tưởng nó là người rình hả? Trời ơi nè. Bố tài lưng cái cột mà đeo nó nón bảo hiểm vô. Cho nó cột nó xuống nó sợ. Có cái toàn bắt tôm không? À. Lúc có quá chứ nó bố gì đặt đây à? Ở đặt đây. Ui, thăm cái lập cua hả? Có cái lập cua. Đây 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 con thấy rồi, thấy có cái chai nổi. Nãy là mấy cái? Ba cái phải không? Cái này cái thứ tư nè. Hai cái bên kia hai cái. Này 6 cái hả? 6 cái. À. Cái này thường thường chạy không? Em chui. Em chui. Có cái đầu ha, cái đầu được 4 con em ha. Có cái lờ lúc nãy là bao nhiêu ít mới có đó. Thấy rung rung rồi đó, còn thấy rung rung. Đấy, 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 thấy rung hai ba con rồi đó. Ui, ba con, có 1 con to nha. Hai con nhỏ. Ui, ui, cua. Ừ, con này nhỏ này nha, con kia bự kìa. Ui, ui. Cũng chắc thả hai con bơi lấy con thôi thả đi nuôi đi cho nó lớn con đến bắt đấy ơi coi chừng à lắc nhanh khùn ừ dừng nghỉ càng nghe cách dễ gì dừng nghỉ đấy thôi mẹ bảo không ra nó cần bò lượn lên nè khủng quá nè mẹ anh mày nói không nghe chỉ ăn dây quá trời luôn ui quay giờ đi bố giờ cho sát cái camera coi à quá trời ơi khủng thiệt khoái nhỉ nhiều cái mùi của ăn không ra đúng không thì nói chung ở xứ nào là nó theo xứ đó. Cua cho nó mắc mấy trăm ngàn ký. Trăm tám trăm chín ký á bố. Thì cua ở đây rẻ. Nó mất chân kinh doanh cua Cà Mau á. Cua Cà Mau ngon lắm. Lấy nổi tiếng Việt Nam đấy. Đúng rồi. Lấy cua chắc về Tiền Giang lấy cua Cà Mau về bán kiếm lời. Vẫn rẻ hơn trên đó. Thấy giá rẻ rồi. Xanh sữa cho con. Mình quên đợt trước là nó chơi cái bài quá trời. Đây nó cơ với lại sầu riêng đấy. Dạ. Giặt đơn giản.
mình quen nó dăng một tí nữa. Biết rồi, lấy táo rồi nó kia nữa mà. Đơn giản lắm. Trời, cua này đơn giản. Cái này sâu ở dưới đây không được. Đa số con cua nó vào nó ăn bụng trước. Ăn cái bụng hả? Ăn bụng nó khôn lắm. Ăn bụng trước. Khôn nha. Để sáng mai lại thăm lờ thăm nữa. Lập cua giờ nó làm thấy khác hơn ngày xưa nè. Nó vẫn có là cũng như bốn bỏ mớ cái bên kia là, nhưng mà nó không vào. Không vào. Vào ăn hết mồi là nó ra. Nó ra được. Nhưng mà cứ lờ này vào không thể ra nữa. Vào là mày chết. Nó là vào là không thể ra thì nó phá dây ra mà dây thái không cắn được, hiểu không? Đặt đâu đây, tính đặt đâu. Giờ được kia hả? Rồi, rời lại. Rồi mình cứ thả nó quanh ở đây rồi hồi nó có mỗi này mò vào à, nó chuyển chỗ đây, mình chuyển nó mấy chục mét. Con là con cứ cái vuông bố này con đặt cho khoảng tầm 20 cái. Đang dặn vào bên đấy đặt cái chục cái. Là chục cái nữa đi, chục cái nữa đi. Cua nó rộ rộ lên cái bắt đầu mình bắt cho nó lẹ. Đấy. Không? Cua nó rộ nó vào nhiều cắn. Tê lê, tê lê. Thì ý là lào cào kia nó mày ơi. Thì ý là bố nó cắn có khi chừng nhông con ba bốn con là con họ cắn kia, vậy là khi càng con kia lại bỏ luôn ba bốn con ba càng. Thì ý là bây giờ bố đặt cái lợp này nó dày hơn á thì cái nó sẽ san sẻ nó đỡ cắn hơn. Bố đặt nó dày thì nó tối nó không thoáng ra. Vậy cho thoáng nhìn thấy này. Thoáng là sao sao nhìn thấy hả? Nhìn thấy nó biết nó hơi á, nó dễ hơi á. Ném giống này. Chụp cái phao xuống đơn giản. Con ngồi lùi trên đây. Tôi đặt lú phải không? Đặt bắt quái phải không? Trông trên quá. Quen đi, việc gì nhìn nó vậy. Xuống đây 5 người ngồi bình thường này. Nhìn nó vậy thôi. Đấy. Giờ tôi đặt lú bắt quái nè. Cột cái đuôi lại. Mấy cái không? Cái này mấy cái? Cái nào nay chuyển nó cũng chú này đặt cho mai để chuyển được trước, hiểu không? Chuyển nó cũng phải đặt chỗ đó. Cái cây đeo cắm lại vào cái kim còn nó chứ nó động nó. Mày xác đây luôn hả? Đọc một cái mà thôi bố. Lên cái bên kia một cái. Bên bờ bên kia một cái. Nó rối không? Rối rồi. Nó nghiêng á, cái nó nghiêng à. Nghiêng nó ngoài xuống. Ngoài ra lôi mấy. Ôi, cái này dài dữ vậy hả? 10 mét mà. Nhìn nó lại 10 mét á. Này, nó cắm cho căng ra, hiểu không? Dạ. Thẳng tưng ra. Bên kia còn hai cái lờ với mấy cái nút đó. Ủa để thăm đây mà nếu mà nhanh không có tồn cua thì nó 3-4 phút xong mà. Dạ. Người chờ cứ tháng tiếng kiểu 4 tiếng là 2 tiếng thì có. Mình mong sông nước. Cua nó thả ra là cua tháng 12 bắt á. Dạ. Đang dưỡng là tới tháng 12 mới bắt. Việt nó không bao nhiêu tiền đúng không? Dạ. Có bao nhiêu tiền? 3-4 năm nó được 2 năm. Thôi.
cái lợp này là nãy bố mới ấy phải không? Ném đấy đấy. Giờ lợn đó là đặt cái gáy. Còn còn một cái mà lú bắt quái hả? Gọi là lú bắt quái hả? Lú bắt quái ở trên Tiền Giang á, ta hay gọi là cái 12 cư ngục. Đó, ở đây gọi là lú bắt quái. Cái này ta gọi 12 cư ngục nhưng mà ở trên Tiền Giang thì nó rất là ngắn. Đây 10 mét. 5-6 mét, đây 10 mét nè, dài lắm. Lú bắt quái. Nhưng mà hồng lái nó quen là tự nó quay cái chuồng cứ cử mình đi đến đấy lần tới à? Dạ. Tôm bảo chân đặt về còn mấy cái tôm to đó mà ăn không dám ăn, không mới ăn mẹ bắt cái ăn to. Yeah. Ăn một hai bữa nó ngán thôi. À, ăn rồi mấy hôm nó ăn nó nhiều. Ba cái lát này là động chạm mà ăn là nó uống nước. Ba cái chỉ tin cũng no đó, nó bữa cơm ăn nó vừa ra đỏ, nó bổ đau bụng cũng muốn ăn á, nó uống nước ngọt không à, đau bụng quá trời, quá trời đau bụng. Dạ. Không nhiều trời ơi, vừa vừa trồng quá trời ha, vừa trái nước quá trời nè, trời trái nhiều rau rồi. Báo kêu tôi mình em ăn nhà mình có gì đâu, cái này vừa của ai bố? Vừa nhà bên trồng cái góc này vừa của một cái đất đó là đất của ai con quên nè. Cắt sao ông chết luôn hả? Đây tới tới nữa nè, tới tới cái lần. Cái này cái có vẻ yếu ạ. À. Rồi hai con. Rồi con cua gì đâu, cua gạch hả? Con cua gạch, con bự cua gạch. Chưa kiểm tra chưa biết, không dám nói trước. Cà phê lấy luôn á. Con này biết lên gạch chưa mới. Con nhỏ. Nhả tha nó đi, rồi. Lên gạch không? Lên gạch bố biết, lên gạch bố biết thì sao nhìn hả biết không? Không nhìn mình để nhìn cái tiếp lên. Quá rồi mẹ như vậy vậy. Nó cắn con cá. Thế vậy. Dạ nó nói dạ. Dạ nó cố vậy. Khôn đấy. Nó bấu vô con cá. Nhảy chưa? Nhảy rồi. Có chừng gãy ạ. À. Gãy càng ạ. À. Như vậy nhá, cái này kia đây, à, này, nữa, cắn vào nó mê, cắn nhiều con nó hổn đấy, nó phải dưỡng nó, chưa gạch hả, chưa gạch thả để cho nó nuôi gạch bố, mới được bên, được bên hả? Con thấy người ta có cái đèn tia ra bố. Đúng, tia mà đấy có cần. Tia ra bố, người ta rọi, người ta mới thấy chứ bố. Trời ơi. Dân rảnh điệu, dân quen, dân đấy nó rảnh điệu, nó nhìn con cua nó rảnh không biết. Yeah. Nó màu, con nó đỏ lừ cái càng. Con nó gạch con này đến tháng này bà bạn. Gạch là nó đỏ cái càng hả bố? Cái con này bình thường nó bán được năm mấy, gần 60 ngàn này nè. Dạ. Con đây hơn 3 lạng này. Ví dụ 17, 18 ngàn lạng, nó phải năm mấy ngàn đâu. Có cái nào mà thả ra mà nó ấy gãy càng không có bình thường. Yeah. Mà trói vào hiệu suất gãy càng bình thường mà cua đây không tiếc hiểu không. Yeah. Cua mà nó gạch á
Yeah. Còn 200 ngàn nó gãy càng là về luộc ăn. Yeah. Hôm nay mình 50 ngàn tiếng gì. Cắn dây này, gõ thế ra, cắt thế ra. Cắn không? Thì cắn cho mà cắn luôn. Nó mít cái càng này, còn nó há là hay cắn dây. Yeah. Này non gạch, còn đây khác. Rồi, chụp con có 500 rồi nó lại này này đúng không? Chụp con 500. Quá ngon. Con gì? Chắc về Cà Mau nuôi cua luôn quá. Quá đẹp. Vô lại lấy cái con cá phi bự nè. To to vô cho nó bắt mắt á. Để chiều khô cái đấy cho mày ăn. Hả? Con có đuối cho mày ăn. Còn cho mèo cho chó thì ăn. Thôi, con ăn cái đói thôi. Cà phê. Cá thơm mập đó này. Cà phê. Mẹ con có ăn cái gì? Giờ tới hả bố? Giờ tới miếng hả? Không kể. Lùi lại. Ừ. Cách đi. Cách. Cứ để đây. Ngày chiều 4 giờ, hơn 4 giờ, hơi nắng. Cá bỏ cái xuống đi, béo lắm, cá béo, cá mập lắm, thấy không? Cà phê nghe không? Ừ. Quá trời cà phê. Con đó là 5 con một tí. Dạ. Nãy giờ bố bắt được mấy con à? Cà phê nó ít vào, nó lú nó vào. Dạ. Cái chỗ này trống này bố, chúng nó bố gì cái lú mắc quá. Mà bố hay đặt đây không không? Đặt đây rồi, mai có, đặt kia. Đâu có dời hả? 21 để chuyển vào họ vào à, đặt 3 khúc á. Rồi bố gì vô luôn đi. Đâu, đặt lờ đó. Thì lờ đó không, mình vòng ở đây rồi mình đặt luôn. Vướng, đặt lú nó vướng cái này nè. À rồi gì đây, sát quá, sát này quá. Không, sát rồi, sát. Ngồi quen nó ngồi nó cứ bình thường, hai ông bà tao còn chạy phân nữa. Không, hai mẹ con nó ngồi biết sao đây. Ngồi nó bỏ cái ở giữa này. Vậy hả? Hồi nó lắc á. À. Tao chọc nó bảo mà cần phải mang dây ra cột vào chuồng không. Con chân á hả? Hai mẹ con hai cái ngồi. Vợ mà cái bơi được chuồng vì sao ở ngoài bên đất. Thì miền Tây mà, miền Tây ở Tiền Giang vậy hả? Giờ làm lú cho đạt cái gọi này là mấy cây nước này, là mấy cái nước cái móng này là bố trồng sao hả? Nó mọc. Tự nó mọc sao luôn hả? Rụng. À đợt trước đó là nó rụng xong bây giờ nó lên. Rụng trái. Dạ. Cái này là cái rễ của nó hả bố? Rễ mắm này. Rễ hay là cái trái? Rễ. Gọi là cái loại rừng mắm nó vậy là cuốn với đều đấy. Ừ. Tạo ăn tạo hiểu không? Rễ cái loại này thảo nó xìa cái rễ lên để nó hút oxy hiểu không? À cây mắm, cây nước, cây này là để mắm ha. Để mắm. Rễ mắm chồi lên để thở hút oxy. À hay. Cái gì? Lần đầu tiên mới biết luôn. Còn ba cái lát đó là nó tự lên hay là trồng bố? Ráng vào trồng. Không có cái lát á, cái lát. À, cái lát trồng. Lát trồng hả? Trồng như tôm cua đeo á. À. Xéo rồi bố. Xéo rồi. Lùi lại đây rồi, căng lên. Cách đi. Buông với đây. Căng nữa đây, chưa căng đầu đấy. Mười mét nó nhún, nó căng, nó lôi cái cọc kia ra. Dạ. Cái cọc kia nó mới căng được.
cái lờ hai cái lú nữa. Lú có cửa sau nhà lú đây đặt nhanh quay xuống đây là có ý lùi sạch sao lú mấy cái không có lú là cũng sáu tám cái hả tám cái lú sáu cái lập cua vậy là 10 cái lú hai cái bắt quái là 10 hai cái lú đứng tám cái lú đứng hai còn một cái lập cua đằng kia nữa là hết con cá gì con cá gì nó táp dữ không bố đuổi rồi đây trong đất vuông có cái chẻm cái chẻm hả đây là mình có cái chớn mình chơi luôn hay dung tôm mà có mấy cái cây này cho nó đỡ mà cua bò đỡ bò đi là một cái hai nữa là nó bị không bị xói lỡ mò cái bờ nó ăn mồi nhiều lắm mấy tấn mà nó ăn cái tháng cua nó cứ tháng hết luôn mấy tấn bố mua đó cho nó ăn hả không nó vào lấy nước nó vào tháng 12 tháng 10 lấy nước nó ấu trùng nó vào cứ còn nó có tàu con cá nó như thà với như đấy nó bán đấy dạ của nó cua là tốt lắm con ròm đây này cái phi con này đây nó có cỏ ba cái táo rồi nó ăn ba cái táo này nó vô rồi nó đâu có nó rung rinh cái phao hả bố dễ gì biết gây cho chồng nhé được hai con hai con thả luôn hả bố nhỏ quá hả con lấy được hả mấy con hỗn láo được không yếm vuông là yếm vuông là cái con cua cái lên yếm vuông còn cũng cua cái nhưng mà có loại yếm tròn yếm chàm hả chứ phải yếm tròn hả yếm chàm thì cái yếm vuông yếm chàm thì con yếm vuông nên cua này là mùa này nên yếm vuông nó ôm này ôm cái là sau lưng của cái nó bao lại ôm từ này nó ôm này con cua được là nó ôm ôm thủ kinh đó hay bởi vì con này là cân cả dây vậy là hai lạng được ba mấy ngàn còn yếm tròn là chưa có ôm hen chưa ôm chừng nào nó ôm đầu nó lên yếm vuông tròn vo yếm nó nhỏ vậy này đúng rồi nó tròn là nó chưa kêu yếm đồng lên kia yếm chàm đấy lúc đó này chưa có ôm thì nó ôm xong đầu là lúc đó này giống kiểu thụ tinh rồi bắt đầu nó lên ấm yếm vuông một lần nữa là nó quay vào gạch đúng không nó lột ôm nó lột lần là nó lại có cái đúng không hay ban ngày là có to cho đấy mà tối là đêm nó ăn ít hơn ban ngày con cua nó nhiều khi nó nhưng mà thường mà thường thường đó là bố đặt ban đêm nó sẽ chạy hơn hay là ban ngày nó sẽ chạy hơn thì theo con nước ha sóng gió là nó chạy đêm nhiều hơn nó lặng gió thì ra nó chạy ban ngày lặng gió thì chạy ban ngày gạo nước đục đấy giờ cái lợp này đâu rồi đâu ngay giữa đây nè mai đấy là chúng là tiền kiếm tán vậy nhưng mà đặt đây mà mai cái chỗ nào nó có bản vẽ rồi đặt đây mà mai chuyển mặt tiền còn mặt tiền xong cái là quay vô cũng được xong rồi đấy chuyển kia đấy cách lối
nó xong, nó còn cái lúa nó xong. Đúng rồi chứ, tập một chỗ rồi nó có nhiêu đó nó vô rồi đâu còn con nào đâu nữa mà vô. Hình ở chừng lên chảng không? Chảng 20. Hả? Còn cái này phải không? Bà thả con đuối chiều kho cho con. Đây là hai bữa không nè? Chiều qua mới lại ngày nay. À, còn chiều nay là được nhiêu đây? Chiều nay thì có ít lắm. Con cà phê bắt ra đi mẹ. Để con nào đi bộ đi. Này không? Bự không à? Mày bố mẹ lâu về bố mẹ chưa để làm quà. Quá trời luôn.